Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh tang đổ mộc, ngày Nhâm Tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tang đổ mộc kỵ tuổi bính ngọ canh ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi giáp ngọ canh ngọ bính tuất bính thìn. Tuổi xung trong tháng: tuổi bính tuất giáp tuất bính dần. Và các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc, sao nguyệt đức tốt mọi việc, sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao minh tinh tốt mọi việc, sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc tế tự, sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa xấu đối với xuất hành, sao cô thần xấu đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát kỵ về khởi công động thổ, sao không phòng kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên con đường tài lộc của bạn càng ngày càng thịnh vượng. Công sức mà bạn tuổi Tý đã bỏ ra được đền đáp xứng đáng và lương thưởng được tăng cao. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý nhấn mạnh rằng cái nguồn thu nhập của bạn tuổi Tý có được trong ngày hôm nay chủ yếu đến từ công việc chính, bạn chăm chỉ cần cù thì mới có được thành quả, chứ không phải là cứ ngồi đó ôm cây đợi thỏ đâu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng,
cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ về sức khỏe có thể gặp phải một số sự cố. Với bạn tuổi Tý, nên chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, đừng có tham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sức khỏe kém cần phải chú ý. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tiền bạc được dồi dào nhờ biết tích cóp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc được ổn định, lương thưởng rõ ràng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không gặp khó khăn về tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên có chế độ sinh hoạt hợp lý. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp, cho nên các chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy càng ngày càng tiến triển tốt hơn. Bản mệnh tuổi Sửu không nên che giấu tình cảm của mình nữa, hãy thừa nhận rằng mình cũng có rung động với người ấy. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, bạn hãy bỏ qua những chuyện trong quá khứ, tổn thương nào rồi cũng sẽ qua đi, vết thương nào rồi cũng lành lại. Bạn chớ nên để quá khứ làm ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của mình. Ngày này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, và cái điều này có thể làm cho bạn tuổi Sửu đánh mất một số tiền kha khá trong việc mua sắm. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế phần nào bằng việc chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chớ để cho cơn lốc mua sắm cuốn mình đi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tiền bạc bị tổn hao, không được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ vào phải sai lầm trong cách chi tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình có nhiều thăng hoa. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, vợ chồng hòa hợp, chung sống hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nhân duyên thịnh vượng, đào hoa rực rỡ. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần nên biết điểm dừng, tránh để những lời nói, hành động của mình mắc phải tội đối với những kẻ tiểu nhân, sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà chính bạn cũng không thể lường trước được. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, tiểu nhân có thể bày mưu tính kế khiến cho tiền bạc trong túi của bạn tan biến trong chớp mắt. Với bạn tuổi Dần, đừng có để cho bản thân mình mất đi cảnh giác. Bạn phải hiểu đâu là người đáng tin và đâu là người nên cân nhắc mọi lời mời nói của họ. Trong ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy dưỡng cho mộc. Và đây là dấu hiệu tốt cho thấy với bạn đang có được đào hoa nở rộ, bắt đầu gõ cửa trái tim bạn rồi. Và bạn tuổi Dần, bạn nên nắm bắt thời cơ để có được hạnh phúc cho mình, chớ nên để chuyện tình duyên mãi mãi muộn màng nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tình cảm đến, nhớ là nên mở lòng mình để đón nhận. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đề phòng tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên cân nhắc kỹ càng lời nói, hành động của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cẩn thận
đắc tội với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có được nhiều cơ hội để có được hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này khiến cho mối quan hệ về tình cảm gia đình của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Bạn mệnh tuổi Mão nên bình tĩnh, đừng có nói những lời thiếu suy nghĩ khi đang nóng giận. Ai cũng có những lúc mắc phải sai sót và chẳng có người nào là hoàn hảo cả. Vì vậy với bạn tuổi Mão, bạn thấy được cái sai của đối phương thì từ từ phân tích để cho người ấy hiểu được mình đang có lỗi ở chỗ nào và từ đó mà sửa đổi. Như vậy thì gia đình mới có được sự hạnh phúc ấm êm. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có chính quan nhập mệnh, cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu khá chi là suôn sẻ. Dù bạn làm việc ở nhà hay là ở văn phòng thì bạn cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có trách nhiệm cao với việc mình làm, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tình cảm trắc trở, khó được như ý, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ dễ nảy sinh mâu thuẫn không đáng có, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nên hiểu và thông cảm cho đối phương, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim cần phải tập trung làm tốt công việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn nhận được sự trợ giúp của quý nhân và bạn dễ dàng tìm được người phù hợp với mình. Quý nhân xia duyên dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Thìn đừng có để lỡ mất thời cơ để có được hạnh phúc cho mình. Và trong ngày này, đối với các cặp đôi sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào sau những khó khăn, trở ngại mà trước đó hai người phải cố gắng hết sức để vượt qua. Bạn mệnh tuổi Thìn không muốn tình cảm bao lâu nay tan biến, cho nên đã gắng gượng để có thể chứng minh tình cảm của mình. Ngày này, với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin hơn với những quyết định của mình. Nhờ thế mà bạn tuổi Thìn dám nghĩ, dám làm và dám đưa ra những ý kiến với cấp trên để có thể giúp cho công việc của mình được tiến triển thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có được niềm tin vào chính bản thân mình, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ tình cảm thăng hoa rực rỡ ngoài mong đợi, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc cần phải dành thêm thời gian cho gia đình, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim nên cân đối công việc và cuộc sống, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tập trung vào việc để không mất nhiều thời gian. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, soi đường chỉ lối cho bạn, cho nên bạn tuổi Tỵ sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Và bạn tuổi Tỵ có thể sẽ giải quyết được những vấn đề khó nhằn chỉ trong chớp mắt. Và với bạn tuổi Tỵ, sự sáng tạo tích cực của bạn mệnh đang được cấp trên đánh giá cao, thành quả mà bạn đạt được cũng không hề thấp. Nhờ thế mà bạn có được sự tin tưởng của cấp trên càng tăng lên gấp bội, bạn mệnh có thể đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung, và đây là dấu hiệu cho thấy tình cảm giữa bạn và người ấy chưa thực sự được bền chặt. Chỉ một bất đồng nhỏ cũng có thể khiến cho đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, khó có thể tìm được tiếng nói chung. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tranh cãi không giải quyết được vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cần phải suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nên chủ động, sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, có thể đánh mất nhiều thứ nếu không thực sự tỉnh táo. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển tốt, cần phải tập trung nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ dễ có những hiểu lầm bất đồng giữa bạn và người ấy. Bản thân của bạn tuổi Ngọ cũng có phần vô tâm khi không hiểu được những nỗi lo lắng trong lòng của đối phương, cho nên khiến cho người ấy bị tổn thương như vậy. Và với bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, bạn đang cảm thấy chán nản khi không tìm được sự bình yên ở nơi gia đình. Bạn có thể sẽ rất mệt mỏi vì những sức ép đến từ nhiều phía. Sự thực rất cần có người ở bên làm chỗ dựa cho bạn vào lúc này nữa. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho thấy với những nỗ lực và công sức mà bạn đã bỏ ra, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Và có thể bạn tuổi Ngọ sẽ được cấp trên cất nhắc trong thời gian tới, khi mà cấp trên nhìn nhận được năng lực thực sự của bạn nữa rồi. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có khả năng thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình có sự bất ổn, không có niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, dễ nảy sinh bất đồng từ nhiều phía. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên cẩn trọng để tránh những tổn thất không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, cần phải xem lại chính bản thân mình trước. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mùi Tý tương hại, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân, có nhiều mối quan tâm khác nên không mấy để ý tới chuyện yêu đương của nam nữ. Vì thế mà dù có người giới thiệu cho đối tượng thì với bạn tuổi Mùi cũng vẫn dựng dưng như vậy. Và với bạn tuổi Mùi trong ngày này nên suy nghĩ lại
Bạn hãy thử cho đối phương một thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau. Tình yêu sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp cho bạn có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu trong cuộc sống được tốt hơn. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn có thể gây ra họa phá tài đối với bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, nên thận trọng trong những quyết định về tài chính của mình. Nếu không, bạn có thể sẽ phải vay mượn, nợ nần khắp nơi nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tiền bạc là nỗi lo lắng thường trực. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tình cảm sứt mẻ do nhiều nguyên nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, dễ đánh mất bản thân vì niềm tin mù quáng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên tỉnh táo, sáng suốt trước tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn trọng để hạn chế sai lầm. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên. Và ngày này bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hợp cục giúp cho bạn nhìn thấy rõ tấm chân tình của đối phương. Và tình yêu lớn lên trong bạn từng ngày, chẳng có gì có thể khiến cho bạn dừng lại được. Với bạn tuổi Thân, mong muốn trao cho người ấy tất cả những gì tốt nhất mà mình có. Và bạn có thể bề ngoài hay nói cười, vô lo vô nghĩ, song thực chất bạn cũng có suy nghĩ vô cùng sâu sắc nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Và đây là dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang ùn ùn đổ về nhà, may mắn ngập tràn khiến cho bạn tuổi Thân đôi khi chẳng thể tin được vào những điều đang xảy ra trước mắt mình nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, kinh doanh phát đạt, tiền bạc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có được nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tình cảm thăng hoa rực rỡ hơn mong đợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có nền tảng tài chính vững vàng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, dễ đạt được mong ước trong chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu cần phải kiềm chế bản thân mình, chớ nên nóng giận nhất thời mà buông ra những lời làm tổn thương người ở bên cạnh mình. Tình cảm cần sự vun đắp về lâu dài. Nếu bạn cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không hề quan tâm tới cảm xúc của đối phương, thì e rằng chẳng sớm thì muộn, tình yêu cũng dần lụi tàn, không có được hạnh phúc như mong muốn. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn cần phải tập trung làm việc nhiều hơn. Nếu không thì bạn phải có thể bị cấp trên trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm việc thiếu hiệu quả. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển chậm, dễ bị khiển trách. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chuyện tình cảm tiến triển không như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dễ làm tổn thương người mình yêu. Tử vi tuổi Thân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên học cách kiềm chế cảm xúc là hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu
thuộc mệnh kim, đừng có để cho mình đánh mất niềm tin vào bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đó, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có những vướng mắc trong chuyện tình cảm. Bạn mệnh nên bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ, đừng có vội vàng quyết định điều gì. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, dễ cảm thấy bất an, lạc lõng vì không tìm được người ở bên, bầu bạn, tâm tình. Khi mà những người bạn bè thân thiết xung quanh đều đã có đôi có cặp, thì mình vẫn chăn đơn gối lĩa. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, vẫn vững bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Bạn sẵn sàng bước đi theo hướng đi mới và những thành công bước đầu cho thấy bạn tuổi Tuất đang đi đúng đường, đúng hướng, tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt căng thẳng đi phần nào. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tự tin làm nên chiến thắng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, dễ đạt được mục tiêu về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, mâu thuẫn tình cảm chưa được giải quyết. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cần phải bình tĩnh để không làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên hiểu và tìm cách để tháo gỡ vấn đề. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Hợi tương hội, và đây là tín hiệu tốt cho thấy bạn tuổi Hợi sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm thôi. Hôm nay với bạn tuổi Hợi, hãy nắm lấy cơ hội mình có, đừng có bỏ qua những lời giới thiệu của bạn bè người thân xung quanh mình. Biết đâu đấy, với bạn tuổi Hợi sẽ gặp được người mà mình yêu một cách tình cờ. Nhân duyên vốn dĩ rất kỳ diệu, chẳng thể biết trước được điều gì. Và với bạn tuổi Hợi, hãy thử mở lòng mình và bắt đầu một mối quan hệ mới đi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên cái nguồn thu nhập của bạn khá vững vàng, ổn định. Bạn mệnh tuổi Hợi có thể tạm yên tâm trong thời gian này, không phải lo lắng quá về chuyện kiếm tiền nữa. Bạn biết tiết kiệm đề phòng khi bất trắc xảy ra nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, dễ đánh mất đi hạnh phúc nếu như không biết trân trọng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, kiếm tiền nhanh chóng ngoài tưởng tượng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, cần phải biết điểm dừng, chứ đừng có tham lam. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tình yêu thắp sáng trái tim. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, có được người mình thực sự yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.